Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ làm một cái thùng, một không phải là cái thùng mà là lấy từ cái thùng cắt tông các bạn này. Cái này là cái bìa cắt tông của cái thùng người đã đi xin về của người ta. Mình xin về, bây giờ hôm nay mình sẽ làm cho bé khỉ của mình, cho Cutis một cái ngôi nhà để tối Cutis có thể vào đấy và ở được nhé. Chứ bây giờ Cutis tối không có nhà. Thì bây giờ do thời gian vừa rồi mình rất là bận nên mình không thể nào là quay video và làm cho các bạn xem được. Thì thời gian vừa rồi nhà mình mẹ bị ốm nên là mình không quay video được các bạn ạ. Để cho Cutis dạo này không có ai chơi. Hôm nay mình sẽ làm cho Cutis một cái nhà để cho trong phòng với mình nhá. Hôm nay ok, thì trước khi mà muốn làm cái nhà thì mình sẽ dùng cái thùng giấy này. Đấy, mọi người có thấy đây không? Thùng giấy này. Đấy, và một số đồ vật dụng như cái thùng giấy sau đây nữa. Và một số đồ đây để mình trang trí trong ngôi nhà nhé các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ xem ngôi nhà như thế nào nhé. Ok không ạ? Tít. Đây. Sao đấy? Sao đấy? Vào cho Cutis ngôi nhà nhé. Hôm nay mình sẽ có vận dụng làm một cái kéo này, silicone để dính da lọc giấy, băng keo hai mặt và một cái túi màu để trang trí thêm bên ngoài cho căn nhà. Ok, thì bây giờ các bạn muốn xem như thế nào thì hãy nhìn vào đây và theo dõi video này của mình nhé. Các bạn hãy cho mình xin một nếu video mình hay thì hãy cho mình xin một like, một subscribe, đừng quên đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình rất là nhiều. Còn bây giờ thì bắt tay vào làm việc thôi. Trước hết thì mình sẽ hình cho cái thùng các bạn. Bây giờ sẽ là lấy cái bút để mình sẽ làm rồi. Các bạn là mình sẽ làm rồi. Coi cái cửa là hướng nào, mình sẽ chọn cửa là hướng nào. Nhưng cái hướng này thì mình sẽ lấy cái này làm luôn bạn. Đấy. Ok. Mệt quá. Chia cho mấy. Ở đây làm cái cửa. Hơi lệch. Ok, tạo được vòng. Với cửa nó xinh đẹp hơn nhá. Đấy. Mà chuẩn bị cái nhà nhá. Được không? Rồi, sau khi mình tạo cái cửa xong, bây giờ mình sẽ dùng cái răng giấy á. Cắt cái cửa. Bên này nữa, bên này, từ từ. Mình sẽ làm cho mình cái nhà bằng cắt tông. Ok, thì bây giờ đã làm xong một cái cửa nhá. Đấy, cái hướng này sẽ là cái cửa. Đấy, mình sẽ định hình thêm hai cái lóc nhà, hai cái cửa sổ. Đâu ta, làm xong nó đẹp ta. Xoay đi như này. Đi như này ta. Mình sẽ làm cái này, cái này. Một cái này. Cái này, cái này. Một cái này, cái này nhá. Đấy. Mang như này. Và đứng lên thì quay xuống. Thì nó đâu đẹp. Đây, đây. 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 Các bạn nhảy cần phải chuẩn bị tay chứ không anh? Làm nhá.
gì là khó luôn. Gì là khó luôn. Khá là khó đấy. Rồi, ok. Sau kia tình hình trước thì nó sẽ như này các bạn ơi. Đấy. Này, từ đi, này. Đi vào đây xem nào. Này, uống đi. Uống. Đi, vào đây nhá. Này. Chê, chê, được chưa, được đâu, đi ra đây nào, đi đây, đi đi, mẹ thích ở đây luôn rồi à, hả, ừ, đi ra đây, nào, đi ra đây nào, ở đây ngồi tí nữa nhá, chưa được nhá, bây giờ thì cái phần đằng trước đã xong rồi, bây giờ mình sẽ thiết kế cái phần mái này, cái mái nào, cái mái trong, ok được, cắt mái, mái nhá. Bây giờ sau khi mà mình làm cho các bạn thì mình chuyển lên xong tương tự như lần trước nhá. Thank you.
nó không bị lồi nữa. Tại vì nó đã bị mỏng quá. Sẽ làm cái cửa sổ. Được rồi. Được. Cái nhà không? Không được con này. Vào thân đây nhá. Bây giờ mình đã gần hoàn thiện được cái nhà rồi các bạn ơi. Đấy, cái nhà thì nói chung là nó cũng đơn giản này thôi. Đấy. Bây giờ mình sẽ bắn một tí silicone vào đoạn này để cho nó vững chắc là được. Cái nhà thì nó sẽ đơn giản như thế này. Và bên trong là cho cái lò vừa vào. Đấy, để cục thịt nằm có thể nó ấm hơn. Đấy. Đấy. Mọi người thấy thế nào? Đi vào đây xem nào. Đấy. Gần như hoàn thiện rồi. Được không? Được không? Cứ tiếp có thể nhìn ra cửa sổ luôn. Đấy.
Các bạn đã xem video của mình nhá. Nếu mà các bạn cảm thấy video của mình hay ấy, thì các bạn hãy cho mình một like này và cho mình một tim nữa nhá. Và đừng quên ấn đăng ký ở dưới kênh nhé, để ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.